thứ bảy sau Chúa Nhật 33 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng hạnh phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống." Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống, nhiều người không tin có đời sau. Họ cho rằng chết là hết. Người tín hữu cũng bị cuốn hút bởi vật chất và sống như thể chỉ có đời này. Đời sau là chuyện ở đâu đó hoàn toàn xa lạ. Người thuộc nhóm Sa Đốc cũng tin rằng sau cái chết, linh hồn con người vất vưởng như cái bóng nơi âm phủ. Âm phủ là nơi tối tăm, buồn chán và thiếu sự sống. Họ không tin vào cuộc sống đời sau. Đối với họ, chết cũng là hết. Người Pha-ri-siêu lạc quan hơn. Họ cho rằng đời sau là sự kéo dài của đời này. Người ta sống như trước, con người vẫn ăn uống, buôn bán, sống đời vợ chồng, nhưng họ sẽ được tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu vén mở cho chúng ta phần nào bức màn đời sau. Đời sau khác hẳn đời này. Người ta không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, không cần con nối dõi, nhưng sống như các thiên thần, nghĩa là con người chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa. Đời sau là nơi không còn bóng dáng của thần chết. Người ta thoát khỏi quy luật thông thường của lẽ tự sinh. Toàn bộ con người được sống lại, cả hồn lẫn xác. Thân xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian, nhưng sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc với linh hồn. Đời sau kéo chúng ta ra khỏi những hạnh phúc giả tạo và những nỗi lo, khổ đau do mê lầm. Đức Giêsu quả quyết có sự sống lại, nhưng Ngài không giải thích sự việc sẽ xảy ra thế nào và khi nào sẽ xảy ra biến cố sống lại. Chẳng những có lời quả quyết của Đức Giêsu, chúng ta còn có một sự kiện cụ thể khác, đó là sự sống lại của chính Đức Giêsu. Chính sự sống lại của Đức Giêsu là câu trả lời duy nhất cho thắc mắc của con người về sự chết, sự sống lại và sự sống đời đời. Đức Giêsu đã chết thật và đã sống lại thật. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cùng chết với Đức Giêsu và cùng sống lại với Ngài. Con người chỉ có một sự sống đời này. Vì thế, chúng ta phải sống tử tế với Chúa và bác ái với anh chị em,
để đáng hưởng hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Amen. Thank you.